Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trường Quế Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay đã có một tin tức hết sức là náo loạn ở tòa Bạch Ốc thưa quý vị hay còn gọi là Nhà Trắng. Thì đã có tin tức cho biết là đương kim tổng thống Joe Biden đã nhiễm COVID-19 hay còn gọi là dương tính với COVID-19 và hiện nay là các bác sĩ của nhà trắng đang theo dõi tình hình sức khỏe của ông Biden và tin tức cũng cho biết rằng ông đã có những cái triệu chứng nhẹ tức là không đến đổi nguy kịch như chúng ta đã từng biết trong hai năm qua thưa quý vị thì có thể nói rằng ông hiện nay đang là nguồn F0 và đang truy tìm những người đã tiếp xúc với ông trong thời gian những ngày qua, thưa quý vị, để mà đi cách ly. Thì có thể nói tình hình COVID-19 ở Hoa Kỳ cũng dịu đi trong thời gian qua và cũng đã bắt đầu trở lại với những biến thể B, A, 5 chẳng hạn như thế hoặc là biến thể BA1, BA2 vân vân. Thì uh, ai cũng biết lên sau một thời gian thì uh, con virus nó sẽ có những variant tức là những biến thể khác nhau để mà kháng uh, vaccine thưa quý vị. Có thể nói rằng uh, việc mà Hoa Kỳ hiện nay trên uh, 90 triệu người đã từng nhiễm COVID-19 uh, trong tổng số 330 triệu dân thưa quý vị gần như là 1 phần 3 người ở Hoa Kỳ đã nhiễm COVID-19. Thì có thể nói là trên tức hiện nay cũng nhiều nơi đã bắt đầu yêu cầu mang khẩu trang trở lại thưa quý vị. Tuy không bắt buộc nhưng cũng có những yêu cầu như thế để mà tránh lây lan những cái biến thể mới và thậm chí có những biến thể cũ cũng vẫn còn đang tồn tại đâu đó. Đó là lý do mà vẫn có những cái dịch bệnh lây lan. Thì có thể nói rằng hiện nay cá nhân của anh Trịnh Quốc Thiên cũng là F2 thưa quý vị và đang được cách ly tại nhà xin thưa về là như vậy. Vì trong gia đình của anh có một người là F1 khi mà tiếp xúc với một người đã bị phát hiện nhiễm COVID-19 là F0 thưa quý vị. Và sau uh, 3 ngày thì uh, sẽ kiểm tra lại để coi có dương tính với COVID-19 hay không thưa quý vị. Nói chung là rất là phiền toái khi mà có những cái tiếp xúc với F0, F1 vân vân. Tuy uh, hiện nay tình hình cũng không đến nỗi gọi là phải bắt buộc đi vào bệnh viện để mà cách ly hoặc đến các trung tâm cách ly mà chỉ cần gọi điện thoại đăng ký và cơ quan chính phủ sẽ gửi về những cái bộ test kit đây là những bộ test kit tại nhà có thể tự mình kiểm tra hoặc là đi ra các nơi kiểm tra COVID-19 thì họ sẽ sử dụng những kỹ thuật như là PCR real time để phát hiện một cách chính xác hơn so với những bộ kit test tại nhà vân vân. Thì trên màn hình quý vị thấy uh, cho đến hôm nay thì Hoa Kỳ đã có 91 triệu 767 460 người đã nhiễm COVID-19 và đã hồi phục 86 triệu 973.438 người và con số tử vong có thể nói là kinh hoàng nhất thế giới 1 triệu 50.000 người 702 mạng thưa quý vị trên 1 triệu 50.000 người đã bị tử vong vì Covid-19 đây là một con số hết sức kinh hoàng khi mà dân số Hoa Kỳ là 330 triệu dân tức uh, Tương đương với tỷ lệ là một phần trăm, xin lỗi 1 phần ngàn thưa quý vị. Một ngàn người thì có một người bị tử vong vì COVID-19. Thì nói chung đây là một cái con số kinh hoàng khiến nhiều người nhắc đến COVID-19 là hết sức kinh hoàng thưa quý vị. Nói chung là dịch bệnh lây lan có giảm tố của con virus cũng có giảm thưa quý vị. Có nhiều người xung quanh đã bị nhiễm Covid-19 nhưng vẫn uh, thoát được một cách uh, nói chung là thoát được uh, thoát chết thưa quý vị và để lại những di chứng uh, chẳng hạn như là mất đi cái khú giác mất đi cái bùi vị vân vân có những cái uh, di chứng về COVID-19 để lại và mỗi cá nhân đều khác nhau. Xin thưa quý vị là như vậy, à, không cá nhân nào giống cá nhân nào. Tuy nhiên nếu mà đã nhiễm COVID-19 thì có thể uh, có kháng thể trong cơ thể trong một thời gian ít nhất là 6 tháng. Do đó không cần phải chích uh, vaccine vì kháng thể trong cơ thể là tốt nhất có thể chống chọi lại virus COVID-19. Thì tin tức cho biết là sắp trở lại vào mùa học trò trụ trường vào cuối tháng 8. Do đó có những cái tin tức cho biết là đã có bắt đầu những sự lây lan bùng phát trở lại. Và người ta hy vọng là còn hơn một tháng nữa để mà kiềm chế được những cái biến thể đang bùng phát thưa quý vị. Nói chung là virus COVID-19 này hiện nay chưa hoàn toàn biến mất khỏi trái đất. Thì đó là tin tức về ông đương kim tổng thống Joe Biden đã bị nhiễm COVID-19 và đang bị cách ly ngặt nghèo nhằm tránh lây lan ở trong tòa nhà trắng thưa quý vị và những nơi mà ông đã từng đến hội họp vân vân thì uh, người ta cũng chưa biết uh, nguồn lây đến từ ai từ đâu và lây trong thời gian nào trong dịp nào vân vân thì chương trình uh, từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Minh Thiên đến nay tạm chấm dứt xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh thành thật cảm ơn xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới